Tập 27. Anh nguyện trở thành thiên sứ mà em yêu thích. Trong truyện cổ tích, dang rộng đôi cánh che chở cho em. Em phải tin rằng chúng ta sẽ giống như trong câu chuyện cổ tích, có kết thúc hạnh phúc và vui vẻ. Anh nguyện trở thành thiên sứ mà em yêu thích trong truyện cổ tích. Ông nói như vậy tức là Giang Vĩnh Niên cố ý đồ dùng một miếng đất để trở mình. Ông không đùa với tôi đó chứ? Anh Đinh, đừng coi thường miếng đất này. Tôi đã nghe ngóng rất rõ ràng rồi. Cục trưởng Châu đang chuẩn bị xây dựng một khu thương nghiệp xung quanh miếng đất này. Anh cũng biết đó, hai năm nay thị trường địa ốc lên rất nhanh. Nếu như xung quanh miếng đất này là khu thương nghiệp, như vậy mỗi tấc đất là một tấc vàng vô cùng đáng giá. Cậu nói như vậy tức là không muốn ông ta thầu được miếng đất này. Miếng đất này sắp được bán đấu giá rồi, cậu Đinh. Nếu cậu không muốn Giang Vĩnh Niên trở mình, cậu phải dùng tiền mua lại miếng đất này. Đây cũng là một cách. Nhưng tôi bỏ nhiều tiền như vậy để mua miếng đất vô dụng này để làm gì? Sao lại là vô dụng? Khi đó trung tâm thương mại mọc lên khắp nơi, có thể phát triển chi nhánh khách sạn Kim Hải Ngạn. Cho dù không có dự định đó, ở vị trí tốt như vậy cũng không lo không bán ra được. Nếu cậu lo lắng chúng ta mỗi người một nửa, cậu thầu miếng đất đó trước. Đến khi trả tiền, tôi với cậu mỗi người một nửa. Tôi không có ý đó, chủ tịch Chu đừng hiểu lầm. Chỉ là khách sạn Kim Hải Ngạn nhất thời không có nhiều tiền như vậy. Nếu là như vậy, tôi cho cậu mượn trước. Cậu dùng cổ phần của khách sạn Kim Hải Ngạn dưới tên của cậu đặt cọc cho tôi là được. Cơ hội hiếm có, đừng để Giang Vĩnh Điền chớp được. Tôi thực sự không hiểu, một chuyện tốt như vậy, tại sao chủ tịch không mua luôn miếng đất đó mà lại để cho tên Đinh Tử Thông được lợi? Tôi và Giang Vĩnh Niên quen nhau mấy chục năm, tôi luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Bây giờ kéo Đinh Tử Thông xuống nước cùng, giả dụ miếng đất đó thật sự quý giá, tôi sẽ kiếm được một khoản. Còn nếu không phải, coi như là dùng số tiền này mua khách sạn Kim Hải Ngạn, một công đôi việc. Chủ tịch quá thật cao tay. Coi bộ tôi còn có rất nhiều chỗ phải học tập chủ tịch. Tâm Di, con ký tên lên đây là được rồi. Giấy chuyển nhượng cổ phần. Cậu, sao con lại chuyển nhượng cổ phần dưới tên của cậu cho con? Cậu muốn mượn một số tiền, sợ trong đó có sự lừa gạt, con cứ ký lên là được rồi. Cậu có thể nói cho con nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Con đừng hỏi nhiều nữa. Nói chung cậu tự có sắp xếp, con ký tên lên là được.
Cậu Đinh, trùng hợp quá. Cậu cũng có hứng thú với miếng đất bỏ đi này sao? Giang Vĩnh Nghiên ông có hứng thú? Tôi cũng có hứng thú. Ông nói nó là miếng đất bỏ đi, e lại là miếng đất quý giá. Coi bộ cậu Đinh nhất định phải mua nó rồi. Cơ điều cậu Đinh, hy vọng cậu biết bản thân mình đang làm gì, đừng để đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Chờ đi, cứ đợi đó mà xem. Chào mọi người, vật đấu giá hôm nay là một miếng đất ở Tam Á, 1.500 mẫu, giá khởi điểm 320 triệu tệ. Mỗi lần chúng tôi kêu giá là 1 triệu. Bắt đầu đấu giá. 21 triệu, 22 triệu, 23 triệu, 24 triệu, 25 triệu, 30 triệu, 35 triệu, 40 triệu. Triệu. Được, bây giờ chúng ta điều chỉnh biên độ kêu giá. Mỗi lần chào giá tăng 500.000 tệ. Một trăm triệu sao? 100 triệu. 100 triệu 500 ngàn. 100 triệu 500 ngàn lần thứ nhất. 100 triệu 500 ngàn lần thứ hai. 100 triệu 500 ngàn lần thứ ba. Chúc mừng, đấu giá thành công. Chúc mừng, tốt lắm. Chúc mừng cậu Đinh. Đường Cá Sáu, tôi thật sự rất muốn biết bây giờ cậu mua miếng đất bỏ đi này có tác dụng gì. Ông nói vậy là có ý gì? Tôi nghe người ta nói miếng đất bỏ đi này trong vòng 50 năm sẽ không khai thác. Mà người nói cho tôi biết chuyện này chính là Cục trưởng Châu. Chắc là cậu biết Cục trưởng Châu chứ. Lát nữa phóng viên đến phỏng vấn cậu, cậu nghĩ xem sẽ phải nói với phóng viên ra sao. 50 năm sau sẽ phát triển miếng đất này như thế nào? Tôi thì không có cơ hội nhìn thấy rồi. Bô lên, ông Giang ở đây. Ông Giang. Cảm ơn các vị đã quan tâm. Có phải có nội tình gì không? Lần này người trúng thầu không phải tôi, là cậu Đinh đây. Cảm ơn ông Giang. Anh Đinh, tại sao anh lại muốn mua miếng đất đó? Anh mua miếng đất đó có tác dụng gì? Anh Đinh, mong anh hãy nói đôi lời. Anh Đinh. Chủ tịch, trận ngày hôm nay thắng quá đẹp. Chủ đầu tư của miếng đất này, lúc nãy từ văn phòng luật sư bước ra, coi ông như thần tiên vậy đó. Lúc trước ông ấy bán cho ông, hoàn toàn không ngờ tới miếng đất bỏ đi này lại đáng giá 100 triệu 500 ngàn. Đáng tiếc hợp đồng đã ký, hối hận cũng không kịp. Cậu nói sai rồi. Miếng đất đó không phải của tôi mà là của cậu. Phải, tôi nói sai rồi. Nếu để người khác biết tôi tự đi đấu giá miếng đất của mình thì không hay lắm. Phải. Nếu chuyện không tới nước này tôi cũng không làm như vậy. Tập đoàn Hồng Phát cũng tham gia vào. Cơ bộ người nhâm nha đến khách sạn Kim Hải Ngạn không chỉ có một. Sau này chúng ta phải cẩn thận hơn. Được, ông nói phải. Chủ tịch, xe đến rồi. Cậu Đinh, ông Hồng Phát, là ông nói miếng đất này không có vấn đề. Ông nói xem bây giờ phải làm sao. Chuyện đến nước này phải chịu thua thôi. Không lẽ chúng ta mỗi người phải đưa cho ông ta 50 triệu thì sao? Cái gì mỗi người 50 triệu? Là tôi đưa ông ta 100 triệu trước. Ông muốn gánh hết. Nếu như chuyện này đã do tôi mà ra, đương nhiên sẽ do tôi phụ trách. Hơn nữa tôi biết khách sạn Kim Hải Ngạn nhất thời không trả được nhiều tiền như vậy. Có điều cậu có thể yên tâm, tôi không phải người thấy chết không cứu.
Tôi đã làm theo thỏa thuận chuyển tiền cho Giang Vĩnh Niên rồi. Vậy thì cảm ơn ông Hồng Phát. Có điều, bạn bè thì bạn bè, tôi phải nói trước với cậu. Nếu như đến hạn cậu không thể trả tiền cho tôi, khách sạn Kim Hải Nhạn sẽ thuộc về tôi. Chuyện này e là phải khiến ông thất vọng rồi. Tôi đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của tôi ở khách sạn Kim Hải Nhạn cho cháu gái của tôi rồi. Bây giờ tôi không còn là gì hết. Nếu như muốn kiện tôi, cùng lắm tôi tuyên bố phá sản. Cậu Đinh, cậu nói nặng lời rồi. Chu Hồng Phát tôi không đến mức tùy tình như vậy. Cậu yên tâm, tôi sẽ không hối cậu trả nợ đâu. Chủ tịch, thật không ngờ Đinh Tử Thông đó lại giỏi giả bộ như vậy. Lần này không ngờ tôi lại bãi dưới tay của anh ta. Tôi còn tưởng anh ta tin tưởng mình, không ngờ anh ta còn chịu một đường lui. Thật ra không thể trách cậu ta được. Có trách chỉ trách chúng ta đã quá xem thường cậu ta. Cậu nghĩ mà xem, từ nhỏ cậu ta đã ở Mỹ chịu biết bao khổ cực. Là vì điều gì? Còn không phải vì khách sạn Kim Hải Nhạn sao? Việc liên quan đến mạng sống của cậu ta, cậu ta không thể không cẩn thận. Chủ tịch, có bộ lần này công ty chúng ta tổn thất rất lớn, cũng chưa hẳn, vẫn còn kịp cứu vãn. Ý của chủ tịch là chi phí tôi chuyển đi phải sau 24 giờ mới có thể đổi thành tiền mặt. Chỉ cần tôi hủy bỏ, bọn họ cũng không làm gì được tôi. Nhưng chúng ta đã ký hợp đồng với ông ta, ông phải trả một nửa. Vậy thì phải xem cậu rồi. Tôi? Đương nhiên là cậu rồi. Không lẽ phải chờ tôi nghĩ cách sao? Anh làm em hết hồn đó. Sao vậy? Đừng như vậy, lỡ bị cậu nhìn thấy thì tiêu mất. Anh nhớ em lắm. Thật ra em cũng rất nhớ anh. Hôn một cái đi. Anh muốn làm gì? Đừng bà, thiệt đó, em sợ lắm. Anh mặc kệ, vì để gặp được em, anh không quan tâm chuyện gì hết. Mặc kệ cậu em, vậy chúng ta đi đâu? Đi theo anh, đi rồi sẽ biết. Ừ, đi. Nè, nè, chậm thôi, em đi vào câu gói. Được, được, được. Lại đi, mau lên, mau lên. Em có còn nhớ lần trước chúng ta đến đây, anh đã nói gì với em không? Nhớ chứ. Anh nói sẽ mở một khách sạn chỉ tiếp đón vợ chồng mới cưới và vợ chồng lâu năm. Còn gì nữa? Còn nữa? Còn gì nữa? Không biết là ai đã nói, chỉ cần anh theo đuổi được cô ấy sẽ ở bên anh tới già. Ai nói vậy? Còn giả ngốc. Em gian xảo quá đi. Chạy hả? Chạy đi đâu? Lại đây. Bên này. Bên này đẹp ha. Bên này có hoa nè. Chụp ảnh đi. Được, đứng đó ha. Nào, 1, 2. Xong rồi. Đây là gì vậy ta? Bên này. Anh đừng đi nhanh như vậy. Bên này, qua bên này. Bên kia. Tâm Di, bên này. Mau qua đây đi. Nè, anh đừng đi nhanh như vậy. Bên đây nè, qua đây. Tâm Di. Nè.
春夏秋冬永恒的旋律你看着我看着你就是那么的甜蜜 Tâm Di, anh không tìm được đường rồi. Bên này, mau qua đây đi. Tâm Di, mau qua đây đi. Sao vậy? Em lại đang nghĩ gì? Em luôn cảm thấy ánh mắt của cậu luôn nhìn về phía em. Cậu đang mắng em là kẻ phản bội. Đây chỉ là tác dụng tâm lý mà thôi. Không lẽ hai đứa mình cứ tiếp tục lén lút như vậy hay sao? Không đâu. Anh đã nghĩ cách rồi. Cách gì? Em có biết cậu em dùng hơn 100 triệu để mua một mảnh đất bỏ hoang không? Em biết. Chuyện này là do ba anh dụ cậu em vào trồng. Đúng vậy. Đây chính là cách mà anh nói. Em thấy chuyện này chỉ khiến thù hận của hai nhà càng ngày càng sâu đậm. Em nghe nói hết đã. 100 triệu không phải là con số nhỏ, đúng không? Với tình hình hiện giờ của Kim Hải Nhạn thì hoàn toàn không có. Anh sẽ về tự nói với ba anh, kêu máy tha cho cậu của em. Anh nghĩ cách này có lẽ có thể giải quyết ân oán giữa hai gia đình. Em nói xem có đúng không? Khó lắm. Cậu em hận ba anh đến thấu xương. Cậu ấy chắc chắn sẽ không cảm kích đâu. Nếu như ông ấy thật sự không cảm kích, Vậy thì chúng ta phải nỗ lực thêm một chút nữa. Còn chuyện gì có thể nỗ lực thêm một chút? Em về nói với cậu của em. Em nói là em đã mang trong mình cốt nhục của nhà họ Giang. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Anh nói nghiêm túc đó. Em nghĩ mà xem. Em là người thân duy nhất của ông ấy, có đúng không? Ông ấy không thể không nghĩ cho cảm nhận của em, có đúng không? Anh biết đây không phải là cách hay, nhưng mà đây là cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra. Em suy nghĩ đi, có được không? Nếu như thật sự có tác dụng, hình như có thể gì? Có thể thử xem sao. Em còn nhớ không, lần đầu tiên anh hẹn em chính là ở trên chiếc du thuyền đó. Nhớ chứ. Lần đó thật sự rất mắc cỡ. Lần đó làm em sợ hết hồn. Sao vậy? Có bị thương không? Không không không. Có sao không? Trẹo chân rồi. Đang xoa bóp cho em. Không cần không cần. Giữ chốn đông người mà. Anh thả em xuống đi. Sợ gì chứ? Đừng mà. Để cậu em bắt gặp là tiêu đó. Mau lên, cậu em sao có thể xuất hiện ở đây được chứ? Không cần sợ, anh không cần biết. Anh nhất định đưa em về đến khách sạn. Không cần đâu, anh giúp em gọi xe là được. Nhưng chân em bị trẹo rồi, bằng không sau này đừng gặp nhau nữa. Có được không mà? Anh rất muốn đưa em về nhà, không hay đâu. Thôi được rồi, lát nữa xem có xe không. Có xe, chắc chắn có xe. Anh xem. Taxi. Được rồi, thả em xuống đi. Mở cửa. Từ từ thôi. Được rồi, tạm biệt. Cẩn thận chút nha. Đến nơi gọi điện cho anh. Ừ, tạm biệt. Lấy xe, đi. Các người làm gì? Thả tôi ra. Đi mau. Trà này là tôi pha đó, uống đi. Được. Được, cứ quyết định vậy đi. Tạm biệt. Chủ tịch, lần này Đinh Tử Thông đó không thể trở mình được rồi. Không cho cậu ta một bài học thì cả đời cậu ta cũng không biết thế nào là gừng càng già càng cay. Bây giờ cậu ta muốn trả nợ thì chỉ có thể bán cổ phần đi thôi.
Bây giờ chúng ta chỉ việc chờ đợi cậu ta làm sao bán cổ phần của chúng ta. Bây giờ tất cả cổ đông đều không làm gì, chỉ còn lại Chu Hồng Phát. Ông ta nhất định sẽ ra tay. Có điều bây giờ ông ta còn không lo nổi mình. Vậy chúng ta chỉ còn đợi Đinh Tử Thông tự mình mở miệng thôi. Dù sao tôi cũng không hiểu chuyện trên thương trường của đàn ông các anh, nhưng tôi biết Hạo Thiên vẫn đang qua lại với con gái nhà Khoản Thẩm. Các ông khiến cục diện trở nên căng thẳng như vậy. Vĩnh Niên, thật ra ông nói sự việc năm xưa ra thì mọi rắc rối đều có thể giải quyết. Điều đó tôi biết, nhưng đàn ông chúng tôi ở trên thương trường nhất định phải nói lời giữ lời. Nếu tôi đã hứa với người ta không nói ra, thì kể cả đến khi tôi chết thì tôi cũng không nói ra. Đây là nguyên tắc làm người của tôi. Phu nhân, có điện thoại. Alo. Con trai của bà đang ở trong tay của tôi. Sao? Mau chuẩn bị 100 triệu. Bằng không bà chờ mà nhặt xác hắn đi. Được 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 được. Các người đừng có làm vậy. Tôi lập tức nghĩ cách. Alo. Alo. Chuyện gì vậy? Hạo Thiên bị bắt cóc rồi. Nhất định là Đinh Tử Thông làm. Tôi đi báo cảnh sát. Khoan đã, bình tĩnh, đừng manh động. Chúng ta xem tình hình đã. Alo, tôi là Giang Vĩnh Niên. Chú, nếu con hy vọng Hạo Thiên không bị làm sao thì đến miếu Quan Âm. Hạo Thiên làm sao? Chú đang nói gì vậy? Con đến rồi nói. Alo. Chú tìm con gấp đến như vậy, có chuyện gì? Lần này con nhất định phải giúp chú. Có chuyện gì chú đứng lên nói đi. Hạo Thiên xảy ra chuyện rồi, nó bị bắt cóc rồi. Đối phương đòi 100 triệu. Số tiền này vừa hay bằng với số tiền mà cậu con phải trả. Chú nghi ngờ cậu con? Không thể nào, cậu con không phải là người như vậy. Không phải đâu. Khi một người trong lòng đầy thù hận để báo thù, chuyện gì cũng có thể làm được. Chuyện của thế hệ bọn chú không liên quan đến các con. Chú hy vọng con hiểu Hạo Thiên vô tội, không thể liên lụy tới nó. Nếu nó thật sự xảy ra chuyện gì, chú nghĩ không chỉ người làm cha này cảm thấy áy náy, chú tin lương tâm của con cũng thấy áy náy. Chú muốn con làm sao? Chú muốn gậy ông đập lưng ông thì không khó, nhưng chú không muốn làm khó con. Chú không có yêu cầu gì cả. Chú chỉ muốn dùng trái tim của người làm cha cầu xin con một chuyện. Đến biệt thự của chú ở vài ngày, đừng gặp bất cứ ai, cũng đừng lộ diện. Đợi đến khi Hạo Thiên quay trở về. Chú muốn giam lỏng con? Chú không có ý đó. Cửa biệt thự luôn mở. Chú cũng không phái bất kỳ ai trông chừng con. Muốn đi hay ở tùy con quyết định. Có điều chú hy vọng con nghĩ cho kỹ. Sự sống chết của Hạo Thiên phụ thuộc vào việc con đi hay ở. Lần nữa cảm ơn con đã chịu đến gặp chú. Chủ tịch Vĩnh Niên, Vĩnh Niên, tên bác cốc lại gọi điện đến kêu ông 3 giờ chiều ngày mai đem tiền đến. Bạn không sẽ giết con tin. Lão Vương, giúp tôi hẹn với Đinh Tử Thông, tôi muốn gặp cậu ta. Dạ. Hạo Thiên, con sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu như bởi vì cuộc chiến thương trường này mà hại con xảy ra chuyện gì, Giang Vĩnh Niên ba có chết 100.000 lần
cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Vĩnh Niên, Âm Hoa, tin tôi nhất định sẽ cứu con của chúng ta trở về. Giang Hạo Thiên, Mỹ Na chính là bị tên công tử bột như anh mê hoặc đến điên đảo thần hồn. Chờ xem tôi đối với anh ra sao. Đại ca, đừng đánh nữa. Cút. Trong chừng hắn. Dạ. Hạo Thiên, anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu đó. Lại mất tích, rốt cuộc đang muốn giở trò gì? Ông chủ, ông tìm tôi, cậu có thấy chủ tịch không? Dạ không. Giang Vĩnh Niên nói muốn gặp ông. Không gặp, không gặp, kêu ông ta đi đi. Ông ta nói ông ta có tin của chủ tịch. Cho ông ta vào đây. Dạ. Tâm Di này, dặn nó đừng có qua lại với nhà họ Giang, nhưng nó không chịu nghe. Tìm tôi có chuyện gì? Tôi rất bận, không có thời gian để tiếp ông. Cậu đương nhiên bận rồi. Chủ tịch không ở đây, cậu vất vả hơn cũng là chuyện đương nhiên. Cậu có cảm thấy vất vả không? Tâm Di đang ở đâu? Cậu không biết sao? Tôi nghĩ bọn chúng đang đi nghỉ mát cùng nhau rồi. Vớ vẩn. Giang Vĩnh Niên, tôi nói cho ông biết, đừng tưởng ông dùng thủ đoạn bị ổi là có thể lấy được cổ phần trong tay tôi. Ông nằm mơ. Vẫn còn 7 ngày. 7 ngày sau tôi không gom đủ tiền, tôi sẽ đi thông báo phá sản. Tuyệt đối không để dễ dãi chồng. Phá sản? Cách này hay đó, ít ra còn hay hơn bắt cóc. Đinh Tử Thông, cậu nghĩ cho kỹ, nếu con trai tôi Giang Hậu Thiên có mệnh hệ gì, người đau lòng chắc chắn không chỉ có một mình tôi, mà có cả cháu gái của cậu. Ý của tôi là bọn chúng có thể sẽ chết cùng nhau. Cái gì mà bắt cóc? Con trai ông bị bắt cóc rồi à? Lời tôi muốn nói đã nói xong rồi. Cậu muốn xử lý sao thì tự cậu quyết định. Có điều cậu Đinh, tôi hy vọng cậu nghĩ cho kỹ. Tôi đã mấy chục tuổi rồi, không sống được bao lâu nữa. Nhưng cậu đừng quên, cậu vẫn còn trẻ. Thưa cô, món đồ này tốt, đeo trên người trẻ con có thể phù hộ bình an, còn có thể tránh tà. Thì chứ, đúng vậy. Con nhà cô bao nhiêu tuổi rồi? Nó còn chưa ra đời. Vậy thì càng phải mua, có thể phù hộ cô sinh được suôn sẻ.
Vậy tôi mua một chiếc, tôi gói giùm cô. Cảm ơn. Dì, sao dì đến đây? Mỹ Na đó à? Dì đến để thắp hương. Dì, sắc mặt của dì không được tốt lắm. Có phải dì không khỏe ở đâu không? Có cần đưa dì đi khám bác sĩ không? Dì, không sao, không sao. Dì, dì sao vậy? Dì, rốt cuộc dì bị sao vậy? Mỹ Na, dì nói với con chuyện này, con tuyệt đối không được nói với người khác. Hạo Thiên nó, nó bị người ta bắt cóc rồi. Tên bắt cóc đòi 100 triệu tệ. Chủ tịch, ông tìm tôi. Tên tội phạm này, tôi không có bất kỳ liên quan gì đến cậu. Chủ tịch, tôi không hiểu ý của ông. Cậu bắt cóc Giang Hạo Thiên có đúng không? Ai nói vậy? Không cần ai nói tôi cũng biết. Lâm Bát Nhã, cậu dùng đầu óc nghĩ coi được không? Chúng ta vừa mới chịu tổn thất lớn trong vụ của Giang Vĩnh Niên. Con trai ông ta đột nhiên mất tích, ai bị nghi ngờ nhiều nhất? Bây giờ tôi đã đủ đau đầu lắm rồi. Cậu làm ơn đừng gây thêm rắc rối cho tôi được không? Chủ tịch, chuyện này tôi thực sự bị quan. Tôi sớm đã cải tà quy chính rồi. Giang Hạo Thiên không phải do tôi bắt cóc. Đã là lúc nào rồi? Cô còn không nói sự thật. Lâm Bát Nhã, tôi nói cho cậu biết, lập tức rời khỏi tập đoàn Hồng Phát. Muốn đi đâu thì đi đó. Giết người phóng hỏa, đừng có để dính líu tới tôi. Còn nữa, đừng có qua lại với Mỹ Na nữa. Cơ bộ chủ tịch đã định tội cho tôi rồi. Tôi có giải thích cỡ nào cũng không còn tác dụng gì nữa. Cơ bộ tôi đã nhận lầm người rồi. Ông không đáng để tôi bán mạng. Thật sự không phải cậu làm? Đương nhiên không phải. Tin hay không tùy ông. Nói như vậy, đây là một chuyện ngoài ý muốn. Để tránh bị nghi ngờ, chuyện này chúng ta đừng nhúng tay vào. Tôi biết rồi. Lâm Bát Nhã, tôi nói cho cậu biết, tôi muốn thắng Giang Vĩnh Niên cũng được, ai cũng được. Tôi phải dùng thủ đoạn chuyên nghiệp chính đáng, như vậy mới là thắng đẹp. Bằng không thắng thì đã sao? Trong lòng họ, tôi mãi mãi là kẻ thua cuộc. Tôi hiểu rồi. Mời cậu. Cảm ơn. Lâm Bát Nhã, tôi hỏi cậu, Mỹ Na làm sao rồi? Gì? Con không hiểu ý của gì. Nó vừa đến nhà là xin tiền tôi. Con xin số tiền không nhỏ. Bây giờ đang lục tung tủ tạng, cũng không biết đang tìm thứ gì. Không lẽ hàng tháng cả chục ngàn tệ tiêu vặt vẫn chưa đủ sao? Con lên xem sao. Tôi còn chưa nói hết. Thực ra tôi vẫn luôn phản đối cậu và Mỹ Na quay lại với nhau. Chỉ có ba nói là đồng ý, tôi thì đã đành. Khoảng cách giữa hai người cũng quá lớn quá đi. Tôi biết cậu có được Mỹ Na không khác gì đào được mỏ vàng. Chuyện này có thể hiểu được. Nhưng hai người còn chưa kết hôn đâu. Tôi và ba nó còn chưa chết đâu. Cậu nghĩ đủ mọi cách để moi tiền, có phải quá đáng rồi không? Gì? Con không đòi tiền cô ấy. Vậy chỉ có cậu là hiểu rõ nhất thôi. Tôi nói cho cậu biết, cho dù Mỹ Na kết hôn với cậu thì tiền nhà họ Chu vẫn là tiền nhà họ Chu. Một đồng cũng không vào túi của cậu đâu, hiểu chưa? Mắt chó xem từ người. Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì? Có phải trong lòng hận tôi lắm không? Không phải à? Con đang tự nhắc nhở bản thân không được có ý nghĩ vượt bổn phận. Dì yên tâm, người con cưới là Mỹ Na, không phải tiền nhà gì. Như vậy là tốt. Vậy con có thể lên được chưa? Thằng khốn, nếu cậu dám lừa dối Mỹ Na nhà tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Mỹ Na, em đang làm gì vậy? Em đang tìm chiếc vòng phỉ thúy của em. Đó là bà ngoại tặng cho em.
đáng giá không ít tiền. Chỗ anh có bao nhiêu tiền? Em muốn làm gì? Bỏ đi bỏ đi, dù sao anh cũng không có nhiều tiền. Thôi đi, cho dù có cũng không đáng là bao. Mỹ Na, rốt cuộc em cần tiền làm gì? Anh biết không, Hạo Thiên bị người ta bắt cóc rồi. Em vội vàng gom tiền là để chuộc anh ta, đúng không? Đúng vậy, tuy không đáng là bao, nhưng cũng thể hiện được tấm lòng của em. Anh tìm cùng với em đi. Em điên rồi phải không? Em đã quên lúc trước anh ta đã bỏ rơi em thế nào sao? Em còn cứu anh ta. Hai chuyện này không có giống nhau. Hai chuyện này giống nhau. Em nghĩ mà xem, lúc trước anh ta bỏ rơi em, em xấu hổ nhường nào, bất lực nhường nào. Bây giờ thì hay rồi, em còn muốn đi cứu anh ta. Đây là chuyện của em, không liên quan gì đến anh. Anh là chồng chưa cưới của em, cũng có thể không phải. Anh cười gì? Cười gì à? Anh một lòng một dạ với em, nhưng em lại hắt hủi anh. Giang Hạo Thiên đó, anh ta bỏ rơi em, em còn muốn cứu anh ta. Em nói đi, có phải em còn yêu anh ta không? Em nói đi, nói đi. Phải, phải, phải. Tôi còn yêu anh ấy. Anh ấy tốt hơn anh gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Cho dù bị anh ấy bỏ rơi 100.000 lần, tôi cũng cam tâm tình nguyện đã được chưa? Đứa con trong bụng của em là của anh ta. Phải thì đã sao? Không phải thì đã sao? Tôi phải giết cô. Xin lỗi Mỹ Na, anh không phải cố ý. Anh không cố ý đâu. Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh cút đi cho tôi. Tên đó không sao chứ? Rất ngoan ngoãn, không động đậy. Tốt, tiếp tục gọi điện hối bọn họ giao tiền. Tôi biết rồi. Sau khi nhận được tiền, giúp tôi giải quyết anh ta. Sao? Không dám à? Tôi chưa từng giết người, tôi sợ. Đi lấy ít thuốc nổ. Thuốc nổ? Đến lúc đó cho nổ tung căn nhà sẽ không còn gì nữa, không còn manh mối gì nữa, không ai có thể tìm được nữa, không còn trông chờ gì vào Đinh Tử Thông nữa rồi. Chu Hồng Phát đều đã không tin tôi, vậy cũng mặc kệ ông ta. Đến lúc đó tôi nhận được tiền, đi mua cổ phiếu của khách sạn Kim Hải Ngạn, khiến tất cả những kẻ xem thường tôi phải nhìn tôi bằng con mắt khác. Chú này, Sabi, bà nội cậu cũng đã cao tuổi rồi, không thể bán đậu phụ thối cả đời được. Bà ấy nuôi cậu lớn bằng từng này cũng vất vả rồi. Chỉ làm lần này thôi là cậu có thể mãi mãi hiếu kính với bà ấy rồi.
Alo, mau chuẩn bị 100 triệu đưa tới đường Thập Lý. Đến đó tôi gọi điện cho bà. Được, được. Thẩm Tâm Di bên cạnh tôi. Cậu có muốn nói chuyện với cô ấy không? Gì mà Thẩm Tâm Di, cháu Tâm Di, tôi không quen biết. Nói cho ông biết, ông làm theo lời tôi nói, con trai ông sẽ mất mạng đó. Alo, alo. Chú, cậu con nói sao hả chú? Sao được? Chú, cậu con nói sao? Người đó không phải Đinh Tử Thông. Chú không biết là ai. Hắn nói nếu không giao tiền hắn sẽ giết Hạo Thiên. Ông trời ơi, tôi phải làm sao đây? Chủ tịch, chúng ta báo cảnh sát thôi. Không được, không thể báo cảnh sát. Lỡ như hắn giết con tin phải làm sao? Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta đi đâu gom nhiều tiền như vậy chứ? Chú, chúng ta báo cảnh sát đi. Nếu thực sự là cậu con làm, để con đi giao dịch, con nghĩ chắc sẽ không sao đâu. Thank you.